Xe này chạy rất ngon nhưng mà có một điều chỉ bị vấn đề là cái phuộc thôi. Cái phuộc của nó thì chạy qua ổ gà thì nó kêu cực thốn. Ổ gà nè, rồi giảm tốc nè. Tôi vậy á. Đi qua vạch vạch giải vạch diễn vạch phân cách đó. Tay ra nó cũng đầu hơi bị chạ đảo. Thật ra thì xe này đã làm rồi. Xe làm rồi. Xe làm rồi. Con đi nhám này có vẻ đẹp chứ bộ, đâu có xấu đâu. Nói chung là mình đi cũng được 12.000 cây rồi. Phụ của nó thì mọi người thì nghe là đi thay lò xo, thay chảo hay cái gì ở cổ, trắng cổ gì á. Mình thì làm ngược mọi người thôi, mình đi bơm 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 ga phuộc. Thì theo mình nghe là ông chú của mình kêu là ông làm kỹ sư phụ của hãng Mercedes Benz, ông kêu là xe này bị thiếu ga, đi bơm bơm ga vô là bơm ga vào phuộc là chạy ok, là ban ban thoải mái luôn. Lúc đầu nó đâu tin đâu, coi lại cái coi sơ đồ kết cấu của phuộc á thì biết trong này nó có ga nhưng mà không biết ga đó là ga gì. Nghe hôm bữa nghe nghe một người nói là trong này là ga nitơ nhưng mà ông chú giấu nghề không có nói, cho mình biết được. Ông sửa ông không lấy tiền mình, làm thì cũng nhanh á, bơm một xíu à, tháo bánh ra, tháo lấy cái chuột ra, xong rồi tháo cái chảo mang lên, xong mang lên lầu bơm ra, rồi ở dưới không cho lên coi, sợ mất nghề. Sao cuộc cuộc sống làm ăn quá cô chú. Trời, xe này mới rửa bằng máy rửa Kachi MK72 mới mua. Nói chung tự rửa thì an toàn hơn, đỡ phải sợ bắn nước vào cái nước này sợ hư. Thì sau khi bơm mình chạy lúc đầu á cứng tay lái lắm, rất 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 cứng. Bơm bơm ga vào phụ thì cứng tay lái. Thì ban đầu thì cứ nghĩ là làm gì có vụ mà bơm ga phụ chỉ có nhớt với lò xo thôi, rồi cỡ đó thôi. Rồi lúc đầu mình có cái ti phuộc mà của cốp cốp ô tô á, mình lấy ra mình trong mấy lúc đó mình lấy trong chỗ xưởng cơ khí của nói chung là bên ô tô á, mình lấy được cái đó mình về mình làm ti ống tìm thủ heo thôi, nhưng mà hay nghịch nghịch á, nhưng mà nó yếu lắm. Cái thuộc cái đó là nó chỉ mở cấp cấp sau á, mình nhấn 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 á, mình nhấn xuống mình biết trong này có ga chứ không phải là lò xo. Vì nhấn nó nghe nó đẩy ép lực nén nó đẩy lên, ga lực nén đẩy lên, trong phuộc này có, bác mình nói là có. Sửa xong rồi thì xe nó chạy rất đầm, cứng cứng cái lái luôn. Ừ, cứng nặng, đầu đầu có vẻ cao hơn xe bình thường. Nói chung là người chị ẹt ẹt giống như vậy luôn. Còn xe này sẽ cảm giác khác, nó nặng tay lái, nó đầm hơn, đầm xe nó cứng. Rồi ban ở G giảm tốc thì ở tốc độ cao mình đã thử test ở G giảm tốc ở khu công nghiệp ở tốc độ là 60 km/h, ban ok lắm, không hề có nghe tiếng gì luôn, chỉ là nghe mấy cái tiếng như là dàn áo nó kêu á. Để đi qua nó sốc quá dàn áo nó phải kêu thôi nè, dàn áo sẽ kêu. Rồi thả tay ở giải phân cách, thả ban đầu thì lúc chạy thả ra nó đảo, lúc mà chưa làm đảo đầu thả xong rồi. Làm rồi thả ra nó không đảo đầu,
đầu nó đi nó dễ, nó êm đầu, nó không có bị đảo. Rồi mang ẹt cũ mà chưa làm phuộc á ra so với ẹt này làm phuộc rồi á, bơm ga thôi, còn hầu như là nguyên zin á, bơm chỉ bơm ga vào hầu như nguyên zin thì đầu cao hơn. Nói chung là mọi người tùy thôi, anh muốn làm kêu mình chỉ chỗ. Ban ổ gà cũng vậy, gờ giảm tốc. Nói chung là ban ngon á, ban tốt, không hề có hề hấn gì với cái cuộc này, không hề bị kêu giống như ban đầu. Thôi mọi người tham khảo, có gì nếu mà cần làm thì mình chỉ chỗ. Xe thì mua thì mua 55 triệu, giờ thấy xe 2019 nó ra nó còn ngon hơn mình nữa, mà giá còn bèo hơn mình nữa. Thấy chỗ tùy chỗ 52, 53, trời ơi, giờ thấy hơi bị tiếc nuối luôn á. Đúng, đèn nhám rửa thì nước nó đọng lại hơi bị dơ á. Đây có mấy vết nước đọng nhỏ chắc không thấy. Thôi anh em nào muốn làm phuộc mà giữ nguyên phuộc rin lại á, không hề thay lò xo, không hề thay côn gì hay chảo gì chẳng ba, thì liên hệ mình chỉ chỗ. Không, chỉ với bơm ga thôi, còn nói chung là bảo đảm luôn, người ta bảo đảm, chú mình bảo đảm. Còn cái đó thì mọi người thích làm thì làm, không làm thì thôi. Cái xe đi trong đường nó hơi bị dơ. Chào mọi người nha.